vùng trồng rau củ quả tỉnh Gia Lai. Vì nhiều lý do, mỗi năm một lượng lớn rau củ của bà con phải đổ bỏ do ùn ứ không tiêu thụ được. Để tránh lặp lại cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa, hợp tác xã này cũng đã định hướng xây dựng một nhà máy chế biến rau củ ngay trên vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, vì không có tài sản thế chấp, không thể vay vốn, nên dự án này cũng chỉ nằm trên giấy nhiều năm nay. Bà con xã viên họ muốn xây dựng một cái nhà máy chế biến sâu về rau củ quả. Hiện tại bây giờ là bà con nông dân họ góp vốn vào là chỉ là đất và công, nên đồng tiền hầu như là không có. Nhà nước là hỗ trợ máy móc thiết bị, có những mục là đối ứng 60, có những mục đối ứng 50. Như thế thì hợp tác xã không có thể có nguồn tiền khả thi để mà làm. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 285 hợp tác xã nông nghiệp. Thời gian qua, dù đã có nhiều chương trình chính sách hỗ trợ của nhà nước giúp các hợp tác xã khôi phục sản xuất, song do các hợp tác xã quy mô hoạt động nhỏ, thiếu vốn lại liên tiếp chịu tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, rồi giá vật tư nông nghiệp tăng cao ngất ngường nên sản xuất kinh doanh bị đình trệ, không đủ điều kiện thế chấp để vay vốn. Bây giờ hợp tác xã là khó khăn đầu tiên là vốn, cho nên là hợp tác xã chỉ là phục vụ tưới tiêu mà thôi. Phải làm sao để nhà nước sau các chính sách cho các hợp tác xã thuê đất, để làm sao làm những cái nhà kho sân phơi đó. Cái thứ hai là một số cái chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã về vấn đề tức là xây dựng kết cấu hạ tầng. Cái thứ ba là đặc biệt là cái nguồn vốn. Theo các hợp tác xã, tỉnh Gia Lai cần sớm triển khai các chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, đặc biệt giải quyết nút thắt khó gỡ lâu nay chính là tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, thì các hợp tác xã mới có điều kiện xây dựng liên kết chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.